Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái mẫu xe của Ý ha các bạn. Đây chính là chiếc Bentley VZ125i. À, để xem coi cái mẫu xe này á, nó sẽ có những cái tính năng gì vượt trội hơn so với những cái mẫu xe cùng phân khúc đó trong thời điểm hiện tại ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy Sủng Sài Gòn ở ngay chi nhánh là Uyên Hưng 42 ha, Uyên Hưng 42 Tân Uyên Bình Dương, và một chi nhánh nữa là ở 91 Lê Hồng Phong Dĩ An Bình Dương. Đấy, bạn nào mà muốn mua xe thì có thể liên hệ vào số điện thoại ở trên góc màn hình của mình nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá trước, rồi sau đó mình sẽ đi vào tổng thể cũng như là chi tiết chiếc xe cho các bạn xem chiếc xe này có những trang bị gì. Rồi thì mẫu xe này thì mình sẽ bán với mức giá là 29.800.000 đồng ha các bạn. Đó, bạn nào mà muốn sở hữu cái em này thì có thể lên trên đây mua nha. Rồi thì trong cái cùng phân khúc của nó là gồm có Janus và Vision, thì cái mẫu xe này nó được trang bị gì hơn, đó chính là nó được trang bị hệ thống đèn full led hết tất cả trên xe luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái đèn xe lên cho các bạn xem, mình mở mặt đồng hồ đèn xe cho các bạn xem ha. Đây đó, rất chi là đẹp luôn nha anh em, đèn led 2 tầng ha, xe nhìn rất là mập mạp, rất là ngầu luôn. Đấy, anh em có thể thấy ha, ngoài màu đen đó ra thì anh em còn có lựa chọn thêm màu đỏ nè, màu đỏ đen cũng khá là đẹp rồi, thương hiệu của Ý các bạn, thương hiệu của Ý ha, Bentley. Lớp trước của nó thì sẽ là 70, còn lớp sau sẽ là 80 ha các bạn. Xe thắng đĩa, sử dụng thắng đĩa. Trong cùng phân khúc với lại Vision với lại Janus thì em này được trang bị hệ thống full led luôn, từ xi nhan cho tới đây xi nhan phía sau nè, cho tới đèn hậu này nọ cũng đều full led. Mình sẽ mở xi nhan cho các bạn xem nha. Này các bạn thấy chưa, từ xi nhan tới đèn hậu tất cả đều là full led hết, rất đẹp. Bô thì thôi khỏi nói rồi, đây đây này các bạn có thể thấy cái bô nữa nè, đó có hai cái lỗ xả ha, rồi bô nhìn rất là ngầu luôn. Đó, lớp sau của nó lớp sau của nó là 80 các bạn. Anh em mà thích đi bánh nhỏ thì đi, thích đi bánh này thì đi. Đó, rồi tiếp theo còn trang bị cái gì nữa đây, đây anh em thấy cái thằng phuộc của nó đẹp không, mới đầu nhìn thoáng qua là mình cứ tưởng xe này sử dụng cái phuộc độ, nhưng mà thật chất là không phải. Nó thấy không, nó được trang bị cái bình dầu ở đây nè. Đấy, anh em mà thích đi phuộc này thì anh em để phuộc này đi, phuộc zin của nó nha. Còn nếu mà anh em không thích đó thì anh em có thể gắn phuộc Racing Boy Asiro này nọ vô, rất là đẹp xe luôn. Xe này thì là 125 phân khối nha anh em, và nó là 8,4 mã lực. Và trong cùng phân khúc nữa cũng không có cái thằng nào được trang bị nguyên cái mặt đồng hồ full LCD như thế này hết. Chỉ có thằng này mới được trang bị full LCD, mấy thằng kia là toàn có mặt đồng hồ với lại full LCD, mà hình LCD nhỏ nhỏ thôi. Đây dàn nút của nó, đây dàn nút thì nhìn nó hơi hơi dởm tí xíu ha các bạn. Đây mình sẽ quay cho bạn xem, đấy dàn nút thì hơi dởm tí xíu đó. Mặt đồng hồ thì nó sẽ báo cho các bạn nè, báo xăng, báo giờ, báo auto, chip A, chip B. Mấy cái nút này để các bạn chỉnh nè, rất chi là đẹp ha. Rồi sẽ mở mặt đồng hồ lại cho các bạn xem nha, tắt đi. Rồi mở lên, đấy, xuất sắc chưa, quá xuất sắc. Rồi xi nhan thì nó ở đây ha, nhan trái phải, đèn động cơ. Đây nó có phun xăng điện tử nữa nha các bạn. Ở đây là kiểu như một cái nút mà ở bữa mình nói là cái nút ưu tiên thì các bạn không chịu, thì cái này các bạn nói là nút hai gia ha, hai gia, gọi là hai gia đi. Đó rồi, xe này thì vẫn trang bị ổ khóa thường ha, vẫn trang bị ổ khóa thường luôn. Đấy anh em có thể xem nha, ổ khóa ở đây, xe thương hiệu của Ý, 29.800.000 đồng. Anh em mình thích mua thì mình có thể lên đây mình lựa chọn ha. Ở bên hông đây nó sẽ có hai cái phần học chứa đồ rất là sâu luôn. Đó, rất là sâu, rất là rộng luôn. Đây.
Rồi bây giờ mình sẽ mở cái phần cốp cho anh em xem ha. Mình tắt đồng hồ đi. Rồi thì bây giờ ha, mình sẽ mở phần cốp cho anh em xem ở trong cốp nó có được trang bị gì nữa. Đó, cốp của nó rất là rộng ha anh em, rất là bự, rất là rộng luôn. Đây, mình sẽ gỡ những thứ này cho anh em xem thử cái cốp nha. Đó, thấy cốp không, khá là bự, rộng lắm. Rồi ngoài đó thì nó còn được trang bị cổng sạc USB ở đây nữa. Ha, cái này nha anh em, để chỗ này rất là tiện lợi cho anh em luôn. Biết sao, anh em ghim sạc, anh em để cái dây ra dắt ra ngoài như thế này, và anh em ngồi trên xe và anh em sạc như thế, không cần phải đút điện thoại vô đây, các bạn đút điện thoại túi quần luôn. À, các bạn có cổng sạc USB luôn nha, USB luôn nha. Đó, rất là tiện lợi cho chiếc xe này luôn. 29.800 cho em đó. Trả góp thì đơn giản anh em, trả góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình khoảng 2-3 triệu thôi ha, là các bạn có thể lấy xe về được rồi. Rồi mình sẽ quay tổng thể cho nó xe cho anh em xem một lần nữa về em nói nha. Rất chi đẹp, đặc biệt cái màu đỏ đen. Đỏ đen này mình thấy rất là đẹp nè, kiểu như là thể thao này nọ ha. Đó, hệ thống đèn thì full led hết. Rồi thì trả góp mức lãi suất như thế nào á thì anh em cứ việc lên số điện thoại của mình, nhắn tin qua Zalo cho mình đi, rồi mình sẽ báo cho anh em phần lãi suất trả góp này nọ các kiểu ha, cũng như là kiểm tra thử xem là anh em có đậu hồ sơ được hay không. Ở phía trước của nó có thêm hai cái mắt mèo nữa. Và cái dung tích bình xăng của em này á là 4,9 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu đó do nó có phun xăng điện tử á, nên là cũng không quá tiêu hao nhiên liệu đó anh em. Đi cũng khá là ok luôn. À, anh em nào thích cái kiểu dáng này này anh em lựa chọn nè. Đó, về đi độ lên cũng rất là đẹp luôn. Đó, từng những cái đường nét cái nọ của nó ha. Hốc gió này nọ kiểu đồ. À, đặc biệt chỗ này rất là đẹp nè anh em. Rất có tính khí động học rất là cao luôn ha. À. Đấy. Rồi, ở đây thì là phần bình ắc quy. Bình ắc quy đậu ở đây ha. Anh em cũng yên tâm là phần bình ắc quy đây thì cũng không có sợ gì đâu nha. Đó, không có sợ ướt nha, ướt át hay là hư bình gì đâu, cứ yên tâm ha. À, rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thắc mắc vấn đề gì á, muốn biết giá lăn bánh bao ra sao á thì hãy liên hệ trực tiếp với mình sẽ tính cái giá lăn bánh cho anh em nha, để anh em có thể biết được giá lăn bánh chính xác rồi mình mua xe này nha. Bên mình vừa có một cái lô hàng xe này rất là nhiều luôn, từ màu đen, đen vàng đồng nè, với lại màu đỏ. Anh em nào thích cái nào thì anh em lấy cái đó thôi. Đó. Rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.